Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị gọi tên trong ồn ào sao nữ V-Biz ly hôn với Diệp Lâm Anh chính thức lên tiếng. Giữa lúc bị kéo tên vào nghi vấn một sao nữ đã chia tay chồng thiếu gia, phía Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ chính thức. Suốt vài tiếng qua, mạng xã hội được phen xôn xao bởi thông tin một nghệ sĩ nữ V-Biz vừa ly hôn. Trên mạng xã hội rộ tin đồn một sao nữ từng là người mẫu, diễn viên, vũ công MC đã ly hôn. Bài viết còn khẳng định cô từng tham gia một chương trình người mẫu nổi tiếng, một chương trình vận động nhưng khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Cô kết hôn với một thiếu gia đất Sài Thành, cả hai chung sống hạnh phúc vài năm, nhưng khoảng nửa năm trở lại đây thì không còn thấy hình ảnh chồng thiếu gia nữa. Sinh nhật của cô cũng chỉ đăng ảnh một mình. Nhiều cư dân mạng gọi tên Diệp Lâm Anh, cô là mỹ nhân đa năng của V-Biz một thời, từng tham gia Việt Nam Next Top Model 2010 và cuộc đua kỳ thú 2013. Người đẹp có mối tình khá đình đám với thiếu gia Đức Phạm. Khoảng hơn nửa năm qua, thiếu gia Đức Phạm không còn xuất hiện bên Diệp Lâm Anh tại các sự kiện cũng như những khung hình trên mạng xã hội. Cô cũng vừa đón tuổi mới cách đây ít ngày, song không thấy bóng dáng ông xã thiếu gia kế bên. Giữa ồn ào mới đây, netizen đã nhanh chóng khui ra loạt ảnh trong dịp sinh nhật tuổi 32 vừa qua của Diệp Lâm Anh. Theo đó, Diệp Lâm Anh tỏ ra khá vui vẻ chụp ảnh bên núi quà tặng toàn đầu hiệu của bạn bè, người thân và chia sẻ: "Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cho cún. Sinh nhật năm nay vẫn thật ấm áp, tràn đầy yêu thương khi nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Chúc cả nhà bình an vượt qua đại dịch." Đáng nói, chồng thiếu gia của Diệp Lâm Anh không xuất hiện trong bất cứ khung hình nào cảnh vợ nhân dịp sinh nhật. Điều này càng khiến dân tình có thêm nghi ngờ chuyện Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia Đức Phạm đã rạn nứt là thật. Tuy nhiên, theo bài đăng, Diệp Lâm Anh vẫn đang check-in đón tuổi mới tại nhà chồng. "Chúng tôi đã liên lạc với phía Diệp Lâm Anh để làm rõ thật hư." Chia sẻ về thông tin ly hôn, đại diện của Diệp Lâm Anh cho biết: "Tôi quản lý Diệp Lâm Anh trên tinh thần là công việc, nên tất cả những gì thiên về công việc tôi sẽ trả lời. Riêng về chuyện hạnh phúc, gia đình, đó là chuyện riêng tư. Với tư cách quản lý, tôi không trả lời gì về vấn đề này. Tuy nhiên, tôi sẽ chia sẻ vì tôi đã nói chuyện với Diệp Lâm Anh sáng nay và rất bất ngờ. Khi nào Diệp Lâm Anh thông báo chính thức trên trang cá nhân hay có chia sẻ chính thức với trang thông tin nào mới đúng, còn tất cả tin đồn thì không đúng sự thật." Người đại diện chia sẻ thêm, ông xã Diệp Lâm Anh không muốn lên truyền thông nên việc Diệp Lâm Anh ít chia sẻ về ông xã trên mạng xã hội là vì lý do đó. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh diễn biến thế này nên những việc về cuộc sống hạnh phúc, sinh nhật Diệp Lâm Anh cũng không chia sẻ nhiều, cho nên thông tin dấy lên không chính xác. Khi nào Diệp Lâm Anh chính thức lên tiếng trên trang cá nhân mới đúng. Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Diệp Lâm Anh từng cho biết: "Trong mắt tôi, anh đúng là soái ca, bởi rất ngôn tình, đẹp trai, cao to, dễ thương và tâm lý. Dù sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế, tuy nhiên anh ấy rất chịu khó làm ăn, có thu nhập riêng và không phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ." Diệp Lâm Anh là gương mặt nổi bật của showbiz trong những năm qua, với nhan sắc xinh đẹp và thân hình gợi cảm cao ráo. Mặc dù vậy, khán giả gặp khó khăn khi gọi tên chức danh của cô: vũ công, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhân vật giải trí hay doanh nhân, bởi lĩnh vực giải trí nào cô cũng tham gia vào, nhưng chưa để lại dấu ấn sâu đậm. Sinh năm 1989 ở Hà Nội, Diệp Lâm Anh từng là một thành viên nhóm nhảy kim hot girl nổi tiếng ở Hà Nội, nhưng cô chỉ thật sự nổi tiếng trong showbiz sau khi nam tiến vào năm 2009. Ngoài ra, người đẹp cũng đảm nhận công việc quản lý chuỗi cửa hàng kinh doanh riêng bên cạnh thời gian chăm sóc cho các thiên thần nhỏ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.